thử thách khắc nghiệt, so kè quyết liệt, đối đáp kịch liệt. Minh Thắng, Nam Linh và Quốc Chí, cánh én nào sẽ giành lấy cơ hội vào top 6 én vàng 2021 với sự đánh giá của ban giám khảo? Đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, người dẫn chương trình diễn viên Đình Toàn, người dẫn chương trình Thanh Thảo, người dẫn chương trình ca sĩ Hoàng Rapper. Và tập hôm nay với thử thách toàn năng, các cánh én sẽ vượt qua 4 hành trình: dự báo thời tiết, tin tức thể thao quốc tế, đánh giá sản phẩm công nghệ 4.0 và câu hỏi thử thách. Ở mỗi hành trình, ban giám khảo sẽ quyết định hình thức thi dành cho các thí sinh với 3 sự lựa chọn: phần thi cá nhân tăng cường và phần thi nhóm. Ngay bây giờ, chặng bay của nhóm thí sinh Minh Thắng, Nam Linh, Quốc Trí bắt đầu. Với 3 chủ đề: dự báo thời tiết, tin tức thể thao quốc tế, đánh giá sản phẩm công nghệ 4.0. Phần thi cá nhân mà ban giám khảo lựa chọn cho các thí sinh đó là dự báo thời tiết, xin mời. Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Nam Linh và đây là bản tin thời tiết tối ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã sắp đi qua những giờ phút cuối cùng của năm nay. Và khi đứng đây cùng quý vị lúc này thì Nam Linh có một cảm xúc rất là bồi hồi. 364 ngày vừa qua thì chúng tôi đã cùng quý vị cập nhật những thông tin thời tiết về nắng mưa, thiên tai để giúp cho quý vị yên tâm hơn trong công việc và cuộc sống. 2021 thì quả thật là một năm rất khó quên với tất cả chúng ta, đúng không ạ? Rất nhiều những khó khăn từ dịch bệnh cho tới thiên tai. Và vì vậy, ngày hôm nay, thay vì mang đến những thông tin thời tiết cho ngày mai, chúng tôi muốn mang đến một bản tin rất đặc biệt, lần đầu tiên được thực hiện để gửi tới quý vị khán giả của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên cả nước. Và hy vọng rằng đây sẽ là món quà năm mới ý nghĩa cho tất cả quý vị và cũng là lời chúc của chúng tôi dành cho mọi người trước thềm năm mới 2022. Và hãy bắt đầu bản tin ngày hôm nay bằng một cách đặc biệt nhất chưa bao giờ có. Đêm giữa anh còn chưa ngủ, thời tiết năm sau trời đẹp hay mưa lũ, chẳng phải ngữ âm phủ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà dự báo thời tiết thì lại rất là hay. Yo, xuôi bên Nam Bộ, ngược về Tây Nguyên, vòng ra miền Trung rồi đi lên Tây Bắc. Hãy cùng đón xem bản tin của Nam Linh, mọi người share biết thêm được nhiều thông tin. Yo! Và thưa quý vị, đó sẽ là phần mở đầu cho phần dự báo thời tiết đặc biệt ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tổng quát về tình hình thiên tai cho các vùng trên cả nước trong năm 2022. Chúng ta cùng bắt đầu với 3 tháng đầu năm của các tỉnh Tây Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thời điểm đầu năm luôn là lúc mà người dân ở khu vực này lo lắng về vấn đề xâm nhập mặn. Năm ngoái thì thưa quý vị, tình trạng này vẫn cao hơn trung bình nhiều năm. Còn năm nay thì bà con có thể yên tâm hơn khi mà mùa mưa sẽ kết thúc muộn, nên tình hình hạn xâm nhập mặn mùa khô đầu năm 2022 cũng sẽ không nghiêm trọng mà có nhiều dấu hiệu tích cực hơn. Cùng với những biện pháp ứng phó đã có kinh nghiệm từ các năm trước thì bà con có thể yên tâm sản xuất nhé. Đến với khu vực Bắc Bộ trong 3 tháng tiếp theo, năm 2021 tại đây thì đã xảy ra một số đợt rét đậm, rét hại. Các tỉnh trong khu vực thì có mưa vừa, mưa to kèm với lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt cục bộ tại các vùng đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội. Tín hiệu vui là sang đến năm 2022 thì thời tiết Bắc Bộ sẽ bớt cực đoan hơn. Các hiện tượng nguy hiểm như là mưa đá, lũ quét sẽ giảm bớt, hạn chế đáng kể thiệt hại về người và tài sản. Chuyển sang khu vực miền Trung và Tây Nguyên, nơi luôn bị ảnh hưởng lớn của bão từ khoảng tháng 6 cho đến gần cuối năm. So với năm 2020 thì năm qua tình hình bão lũ đã khả quan hơn. Số lượng các cơn bão tuy vẫn tương đương mọi năm, nhưng mà các cơn bão đổ bộ trực tiếp thì đã ít lại và sức ảnh hưởng cũng đã thuyên giảm. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong năm 2022, nên là người dân ở đây có thể bớt lo lắng, nhưng mà không nên vì thế mà chủ quan quý vị nhé. Hãy luôn sẵn sàng để ứng phó với những cơn bão bất ngờ. Đi dần vào cuối năm, chúng ta cùng đến với khu vực Đông Nam Bộ. Năm 2021, người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận vừa phải oằn mình chống dịch, vừa phải đối phó với các vấn đề thiên tai. Điển hình là lượng mưa thay đổi, lưu lượng nước tăng thất thường khiến cho sạt lở đất hay là ngập úng cục bộ, thiệt hại tới đời sống của người dân và kinh tế địa phương. Sang tới năm mới, khi đại dịch Covid-19 đã qua đi, người dân sớm ổn định lại cuộc sống thì các vấn đề về khí hậu cũng có những tín hiệu tích cực hơn. Người dân thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ có thể an tâm sản xuất và sinh hoạt mà không gặp khó khăn hay ngập úng và chiều cường nữa. Thưa quý vị, vài phút vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau nhìn lại Việt Nam một năm vừa qua dưới góc nhìn về thời tiết. Có lẽ là tôi không thể kể hết từng cơn bão, từng trận lũ hay là đầy đủ những thiệt hại mà người dân khắp nơi gặp phải. Tôi chỉ muốn đưa ra câu chuyện thiên tai như là một phép ẩn dụ cho những khó khăn, những vất vả trong suốt một năm vừa qua mà chúng ta đã phải đối diện. Không chỉ là thiên nhiên mà còn là dịch bệnh, các vấn đề về kinh tế, xã hội. Và những dự báo của chúng tôi cho từng vùng, từng miền không có những con số cụ thể thưa quý vị, bởi vì thực ra nó không dựa trên quan trắc mà nó dựa vào ước mong của chúng tôi gửi đến tất cả người dân Việt Nam.
mong rằng năm sau sẽ không còn thiên tai, không còn dịch bệnh. Nhưng mà chúng ta biết rằng là nhân loại sẽ luôn phải đối mặt với những vấn đề đó, cũng như là con người chúng ta sẽ phải luôn có những khó khăn, những trở ngại trong cuộc sống. Và cách duy nhất đó là đối diện và vượt qua. Tôi biết rằng lúc này quý vị và bản thân tôi cũng đã có rất nhiều những mệt mỏi. Mệt mỏi vì những gì mà chúng ta đã phải gồng gánh chịu đựng trong một năm vừa qua. Nhưng mà quý vị yên tâm, khi mà cuộc sống này gặp những hiện tượng thời tiết cực đoan thì vẫn sẽ có những tia nắng ấm áp sưởi ấm cho chúng ta. Đó là tinh thần lạc quan, sự thấu cảm và ý thức cộng đồng. Và dự báo rằng những hình thái thời tiết này của con người vẫn sẽ được duy trì trong cả một năm tiếp theo. Ngày mai là ngày đầu tiên của năm mới, ngày 1 tháng 1 cũng là ngày sinh nhật của tôi. Bình thường thì khi dẫn thời tiết thì Nam Linh không mặc áo dài đâu thưa quý vị, nhưng mà trong bản tin đặc biệt này thì tâm nguyện của tôi là tôi được mặc chiếc áo dài đỏ tượng trưng cho mùa xuân sắp về, và sự may mắn này để gửi đến quý vị một lời chúc thật tốt đẹp. Tôi muốn dành điều ước sinh nhật của mình năm nay dành đến cho tất cả quý vị và các bạn. Ước mong chúng ta sẽ có một năm 2022 thật bình an với nhiều điều may mắn, hạnh phúc sau những ngày bão giông. Và cuối cùng, mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối ngon giấc, và sáng mai, điều đầu tiên hãy nhớ tặng cho mình một nụ cười thật tươi để đón những tia nắng đầu tiên của năm mới và cập nhật những thông tin thời tiết cùng chúng tôi nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào sáng ngày mai. Thưa quý vị, Quốc Trí và chuyên mục thể thao Tân Cường chỉ có trong mỗi mùa hè của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Xin được kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, ngày mai là ngày 22 tháng 6 năm 2022. Ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có khoảng 722 chuyến bay với gần 80.000 lượt hành khách di chuyển. Đây được xem là một ngày khá bận rộn đối với sân bay Tân Sơn Nhất tính từ thời điểm sau đại dịch Covid-19 diễn ra vào cuối năm ngoái. Đó là một tín hiệu khá đáng mừng đúng không quý vị, cho ngành hàng không cũng như là ngành du lịch của Việt Nam, bởi vì hầu hết những địa điểm mà máy bay hạ cánh vào ngày mai đều là những điểm du lịch của Việt Nam. Và nếu như ngày hôm qua thì Quốc Trí đã dành 5 phút để giới thiệu chi tiết về những địa điểm du lịch, thời tiết ở những nơi đó như thế nào, thì ngày hôm nay Quốc Trí sẽ dành 5 phút nữa để giới thiệu với quý vị chi tiết hơn về một bản tin lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Đó chính là bản tin dành cho hàng không. Thưa quý vị, để có một chuyến bay an toàn thì điều kiện thời tiết là vô cùng quan trọng, phải thỏa mãn được 3 điều kiện thời tiết cơ bản như sau đây. Đầu tiên đó chính là sức gió. Có thể là nhiều quý vị sẽ chưa biết là sức gió sẽ tác động trực tiếp đến lực nâng của máy bay. Cho nên đó là gió càng mạnh thì điều kiện thời tiết nó sẽ tác động làm cho máy bay bay dễ dàng hơn. Và với điều kiện thời tiết ngày mai tại thành phố Hồ Chí Minh đang chịu tác động của gió mùa Tây Nam, trời vô cùng lộng gió sẽ là điều kiện vô cùng thuận lợi để các máy bay chúng ta cất cánh. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải lường trước được những loại gió như là gió tạt ngang, gió đứt gãy sẽ vô cùng nguy hiểm đối với quá trình cất cánh của các chuyến bay. Nhưng mà thông thường thì nếu mà lường trước được những loại gió này á, thì phi công cũng sẽ quyết định là sẽ có cất cánh chuyến bay này hay không. Cho nên quý vị cũng an tâm nhé. Và một yếu tố thứ hai cũng không kém phần quan trọng thưa quý vị, đó chính là nhiệt độ. Nhiệt độ là một yếu tố cũng rất là quan trọng thưa quý vị, bởi vì các chuyến bay chúng ta chỉ có thể cất cánh khi nhiệt độ thời tiết bên ngoài không quá 48 độ C thưa quý vị. Khi mà nhiệt độ càng thấp, không khí sẽ càng đặc, động cơ sẽ càng hoạt động êm ái. Trong vòng một tháng tới đây thì nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh vô cùng ổn định, nó sẽ dao động vào khoảng 24 đến 28 độ C. Chắc chắn là tất cả các phi công chúng ta rất là thích điều này đây. Và một yếu tố nữa cũng không kém phần quan trọng thưa quý vị, đó chính là mây và sương mù. Khi mà chúng ta di chuyển trên những chuyến bay mà chúng ta không may gặp phải tình hình thời tiết như là mây dày đặc hay là sương mù dày đặc gây cản trở tầm nhìn, thì theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam thì các chuyến bay này phải bắt buộc là phải bay giờ, bay vòng hoặc là phải hạ cánh ở một sân bay khác, chờ cho đến khi điều kiện thời tiết ở sân bay mục tiêu ban đầu tốt hơn thì mới có thể hạ cánh được. Tuy nhiên thưa quý vị, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đang rơi vào những ngày tháng 6 mùa hè, nắng rất đẹp, cho nên là mưa và mây mù thì không phải là cái yếu tố mà chúng ta đáng quan ngại đúng không ạ? Và với 5 phút vừa rồi với những thông tin về thời tiết dành cho ngành hàng không, hy vọng là quý vị đã rút ra được cho mình những cái kinh nghiệm để mà chúng ta có thể đánh giá được rằng những chuyến bay sắp tới chúng ta là có thuận lợi hay không thưa quý vị. Và có một câu nói mà Quốc Trí muốn dành tặng cho quý vị: hàng không là một trong những phương tiện di chuyển an toàn nhất trên thế giới. Quốc Trí hoàn toàn tin tưởng vào điều này, bởi vì thưa quý vị, ngoài ba yếu tố cơ bản về thời tiết vừa rồi thì để cất cánh một chuyến bay thì các chuyên gia về hàng không của chúng ta còn phải đánh giá rất là nhiều tiêu chí khác nữa. Cho nên quý vị hãy an tâm dựa vào những thông tin thời tiết này và hãy tận hưởng dịch vụ trên mọi chuyến bay nhé.
và Quốc Trí và bản tin dự báo thời tiết tăng cường về hàng không. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai với 5 phút cho bản tin dự báo thời tiết dành cho các môn thể thao giải trí ngoài trời. Xin được cảm ơn quý vị. Chào mừng quý vị đang cùng đến với số đặc biệt của bản tin thời tiết 365 cho du lịch. Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở khu vực phía Nam Việt Nam với khí hậu nhiệt đới gió mùa, vì thế thời tiết khá dễ chịu. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh còn sở hữu những cảnh đẹp cùng các món ăn ngon nên đây còn là địa điểm du lịch không thể bỏ qua. Vậy thì thời tiết ở đây như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau khám phá trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là mùa khô của thành phố Hồ Chí Minh. Mùa khô bắt đầu từ tháng 12 cho đến tháng 4 năm sau và thành phố bước vào khí hậu khô và nắng chiếu gay gắt. Nhiệt độ là từ 35 đến 38 độ C, độ ẩm là từ 70 đến 77% và chỉ số tia UV trong thời gian này là từ mức 8 cho đến mức 10. Vì vậy là nếu mà quý vị đến đây trong thời tiết này thì thời tiết là hơi khó chịu, nên quý vị nhớ mang theo kem chống nắng, trang phục thoáng mát phù hợp để chúng ta có thể tăng cường sức khỏe cũng như là hãy nhớ uống nhiều nước quý vị nhé. Và trong thời điểm này, quý vị có thể đến với thành phố thì có thể tận hưởng những mùa lễ Giáng sinh, đón năm mới hay là Tết Tây rồi Tết Nguyên đán, thoải mái tham quan phố phường và tham gia các trò chơi giải trí ngoài trời, khám phá được sự nhộn nhịp, đông đúc tại các khu chợ sầm uất. Nhưng mà nhớ là đừng quên là mang theo mắt kính nhé, để chúng ta có thể nhìn rõ được bảng giá khi mua sắm. Và mùa thứ hai của thành phố đó chính là mùa mưa. Mùa mưa kéo dài khoảng 7 tháng và từ tháng 5 cho tới tháng 11 với nhiệt độ dao động từ 22 cho đến 34 độ C. Và đây là nhiệt độ mà chúng ta có thể nói ở mức khá là thoải mái. Và đặc trưng của thời điểm này là khí hậu nóng ẩm, dao động từ 79 cho đến 85%. Và lượng mưa trung bình sẽ là 1.949mm trên năm. Vào thời điểm này, thời tiết có thể nói là biến đổi liên tục. Vì vậy là có khi trời đang nắng thì bỗng nhiên lại đổ mưa, có thể mưa rất lớn, đến chiều lại tạnh ráo. Vì vậy là quý vị chúng ta có thể chuẩn bị cho những hành trang của mình tốt hơn. Và thưa quý vị thân mến, hiện tại thì thành phố cũng đang ở trong mùa mưa. Và thường ở những số phát sóng trước thì chúng tôi sẽ có những phóng viên hiện trường để có thể chia sẻ cho quý vị về những thông tin thực tế ngoài trời. Và ngày hôm nay chương trình đã kết nối được với một tình nguyện viên đang tham gia chống dịch và đang trao quà từ thiện ở các nơi trong thành phố Hồ Chí Minh. Và đây cũng là một gương mặt rất quen thuộc với tất cả quý vị. Xin được kết nối với diễn viên Nam Thư. Nam Thư xin kính chào quý vị và chào Minh Thắng nha. Thực sự là thời tiết vào cái mùa này thì rất là nóng, rất là nực và chưa biết khi nào sẽ có những cơn mưa thỉnh thoảng bất chợt. Và Thư đang trong trang phục của tình nguyện viên và thực sự là đúng nghĩa là vượt nắng nè, vượt gió nè, mưa rào tới thì cũng vượt luôn để đi có thể đem những phần quà mà ý nghĩa nhất của ít lòng người đem tới cho bà con. Trong mùa dịch này tôi biết là bà con mình ở nhà cũng có rất nhiều tâm tư, tâm sự mà bà con mình ơi, mình phải ráng lên, mình cố gắng lên trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi. Chúng ta sẽ được gặp lại nhau nha. Xin được cảm ơn diễn viên Nam Thư về những chia sẻ và những thông điệp yêu thương vừa rồi. Và thưa quý vị, là qua những hoạt động của Nam Thư cùng với những người bạn thì chúng ta có thể thấy được rằng thành phố thì luôn có một mùa rất là đặc biệt, đó chính là mùa yêu thương. Và thưa quý vị, thông thường á thì mùa yêu thương là diễn ra quanh năm, với nền nhiệt yêu thương cũng thay đổi theo các thời điểm. Có thể là nhiệt yêu thương tăng cao vào những ngày tháng như là lễ Tết, vì người dân sẵn sàng để chia sẻ những khó khăn cho bà con chùm xóm, hay là vào những mùa mưa lũ kéo về ở khu vực miền Trung hay là miền Tây thì nhiệt yêu thương lại tiếp tục gia tăng. Và ngay trong thời điểm hiện nay, nhiệt độ đó đang ở mức cực đại. Cực đại đến những cái hình ảnh thân thương vô cùng, hay là mỗi khu vực lại có những chỉ số yêu thương khác nhau. Ví dụ như là khu vực ở quận 5, quận 10, quận 11, với sự xuất hiện của các chiến sĩ bộ đội khi mà đi giao thực phẩm thì khiến cho độ háo hức và vui vẻ tăng lên gấp đôi. Rồi những cái khu vực như là quận 12, Hóc Môn, Bình Chánh thì chúng tôi phải nói là có sự xuất hiện của những cơn lốc quà tặng khi mà có những phần quà từ thiện để gửi đến cho bà con và cuốn đi những lo lắng muộn phiền của những sự khó khăn này. Và khu vực quận 4, quận 7 thì xuất hiện những tia nắng trong nụ cười tình nguyện của các bạn tình nguyện viên khi hỗ trợ cho bà con có thể là xét nghiệm Covid-19 rồi chích vaccine cho phòng chống dịch Covid-19.
đã xua tan đi những đám mây u ám này. Và với những tín hiệu tích cực đó thì chúng tôi dự đoán rằng mùa yêu thương của năm 2022 sẽ là những tín hiệu nhiệt độ đầy tích cực, sẽ là các nhà đầu tư quay trở lại, sẽ là các du khách quốc tế mang những vali tia nắng để đến tham quan thành phố Hồ Chí Minh hay là Việt Nam, rồi cả những người Việt Nam ở nước ngoài sẽ trở về thăm gia đình và quê hương của mình sau bao ngày phải giãn cách vì dịch bệnh Covid-19. Và thời tiết của thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở nên đẹp hơn biết bao giờ hết. Và ở phần cuối của chương trình này, xin mời quý vị hãy cùng tôi tham quan qua một vài hình ảnh thân quen của thành phố Hồ Chí Minh. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, để xa thấp thoáng tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, la 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 la. Cô ơi, cho con một ly cà phê sữa đá được không ạ? Thưa quý vị, hy vọng rằng những thông điệp yêu thương vừa rồi cũng đã lan tỏa cho tất cả quý vị những năng lượng tích cực, những tia nắng ấm áp để chúng ta sẽ cùng hẹn nhau vào một ngày tươi đẹp với thời tiết của thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì cho phép Minh Thắng xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những số phát sóng tiếp theo của Thời tiết 365. Ngày hôm nay chị khá là bất ngờ khi mà thấy được cái sự sáng tạo của cả ba bạn trong cái phần thi về thời tiết này. Với Nam Linh, rõ ràng là chị sẽ hoàn toàn yên tâm bởi vì em có sẵn những cái tố chất của một người dẫn chương trình, kỹ năng và cả kinh nghiệm của em khi mà em đã từng đứng trước ống kính máy quay đọc về tin tức, cho nên là cái cách em truyền tải năng lượng, truyền tải thông tin và cái cảm xúc nó khá là chắc chắn. Một cái sự cố gắng của em rất là nhiều. Em đã nói chậm hơn, đặc biệt là cái sự ấm áp của em gửi vô các bạn. Nhưng ngày hôm nay Nam Linh đầu tư khá nhiều vào phần cảm xúc trong lời nói của mình nên em cảm nhận đây là một bài phóng sự hơn là một bản tin thời tiết. Em nghiên cứu kỹ hơn một tí xíu về cái yếu tố làm thời tiết á. Khi mà đưa tay chỉ á, chúng ta đừng di chuyển quá nhanh. Khi mình dừng lại ở đây và mình rê xuống tới đây thì nó phải có những cái độ dứt khoát để kỹ thuật biết tìm điểm mà dừng lại. Chứ khi mà chúng ta nhảy xong rồi chúng ta nhảy nó quá là linh hoạt á, thì rất là khó để đưa yếu tố kỹ thuật vào để kết hợp. Điều còn lại để góp ý với Nam Linh đó chính là mình sắp xếp nội dung, bố cục đường dây kịch bản làm sao cho nó hợp lý hơn một tí là được. Bởi vì tôi đang rất là ấn tượng với khả năng rap đó của bạn. Bài rap đó khiến tôi cảm thấy rất là tích cực luôn. Nhưng mà sau khi kết thúc bài rap, Nam Linh lại dẫn dắt đến một thông tin về những thiên tai. Tự nhiên tôi bị tụt cảm xúc nó bị gãy. Mình hãy tạo cho mọi người một chuỗi của những niềm vui lạc quan trước, rồi sau đó khéo léo chuyển mọi người đến với những điều thực tế về những thiên tai. Thì như vậy, để dẫn dắt cảm xúc mọi người sẽ không bị tụt. Đối với Quốc Trí, bạn có một cái bản tin thời tiết rất dễ thương. Thật sự là cái nội dung kịch bản và cái cách dẫn đầu tiên của bạn đã khiến cho tôi cảm thấy tò mò, là muốn nghe và muốn xem nhất. Em chọn lựa một cái dự báo thời tiết quá hấp dẫn. Ngay cả cái câu đầu tiên em nói đây là bản đầu tiên là mọi người sẽ háo hức chờ đợi. Nhưng rõ ràng cái tông giọng này, cái cách thể hiện á, cho thấy đây là một cái bản demo, chưa phải là một cái bản phát sóng thực sự trên sóng. Nó nhẹ nhàng và nó đang hơi đều đều nên tí. Bạn cần nhấp nhả để mọi người biết rằng họ tương tác với bạn và họ vỡ hòa với thông tin mà bạn cung cấp. Cần phải sôi nổi, hấp dẫn và bản thân mình phải yêu nó trước cái đã. Mình muốn hoa, chính mình cũng phải thấm thấy rất là bất ngờ trước những hữu ích mà bản tin hàng không mang lại cho khán giả, thì khi đó mình mới truyền lửa được. Nói chung là em quá hiền để thể hiện cái bản tin này. Cuối cùng, Minh Thắng, tôi ngạc nhiên vì bạn cho tôi một cái bản dẫn nó quá hấp dẫn và nó chi tiết. Dẫn dắt có đầy cảm xúc, đúng ý của Hoàng luôn. Cứ càng nghe là càng lôi cuốn. Bên cạnh đó, Minh Thắng rất khéo léo khi sử dụng rất nhiều từ khóa để có thể ẩn dụ từ thời tiết lại liên quan đến tình cảm của con người. Ví dụ như mùa thì sẽ là mùa yêu thương, cơn lốc hay là tia nắng hay là tín hiệu nhiệt độ. Tuy nhiên, hết cái mùa yêu thương, cái nhiệt yêu thương nó đã đẹp rồi. Cái lê thê thêm khúc ở phía dưới khoảng phút mấy nữa thì chị thấy nó hơi bị tiếc cho cái yếu tố động lại cuối cùng. Lẽ ra tới chỗ cái nhiệt yêu thương á, nên kết một cách dứt khoát luôn thì em sẽ để lại cái ấn tượng nó đẹp hơn. Riêng cái bản tin này thì em cố gắng chọn cái tông giọng nó hơi mềm, và chính vì nó mềm á, nó thiếu tự nhiên, đôi lúc á người ta có cảm giác không phải là thắng, mất cái sự nam tính á. Nhân nhớ có thay đổi nhưng mà nó vẫn phải là mình, không thôi người ta sẽ nói cậu này đang cố tình làm cái điều đó mà nó không hợp lý.
Nhưng ở đây tôi thích thông tin bạn mang đến, nó không chỉ là một câu chuyện về thời tiết, mà ở đó nó có cả những niềm vui nho nhỏ như là một cái bẫy đánh lừa khán giả khiến họ phải bật cười. Ví dụ khi bạn kêu là hãy nhớ mang theo mắt kiến, thì tôi nghĩ là mang theo kiến đen để nó nắng, không phải để xem bảng giá. Thì tôi thích sự vui vẻ và những năng lượng tích cực mà các bạn mang đến. Nhưng mà có điều hơi đáng tiếc là tôi chưa biết được cái ngày cụ thể mà bạn đang dự báo thời tiết. Hãy cho tôi cái ngày. Cái ngày là cột mốc thời gian, nó rất là quan trọng nha. Bên cạnh đó, tôi đang nhìn thấy một người diễn chương trình chứ không còn đơn thuần là dẫn chương trình nữa. Và Hoàng Đáp Bơ không hề châm biếm gì Minh Thắng với cụm từ này cả. Diễn chương trình, và chính bản thân Hoàng cũng vậy, cũng là một người diễn chương trình đây. Bởi vì tôi tùy theo những tình huống, mình cần phải diễn, mình cần phải đưa cái nét diễn xuất đó vào để thuyết phục khán giả. Và rõ ràng là Minh Thắng làm rất tốt điều đó. Minh Thắng làm cái bản tin của mình rất là phong phú và không hề nhàm chán. Tiếp tục chủ đề thi nhóm mà ban giám khảo lựa chọn cho bà cánh én chính là tin tức thể thao quốc tế. Các bạn sẽ có 60 giây để hội ý. Xin mời Linh ơi. Và bây giờ mình sẽ đến với cái phần thi là thể thao quốc tế ha. Không biết là em sẽ nói về phần gì ha? Em sẽ nói về tennis ạ. Còn phần của em là nói về Paralympic. Thế còn hỏi cho người khí tập anh Thắng. Anh thì nói về bóng đá. Nên anh nghĩ rằng anh với Linh là hai bộ môn độc lập. Còn Chí là tổng hợp về một số thông tin. Cái môn thể thao khá là nhiều cảm xúc đúng không? Vậy là chắc là mình sẽ chia theo thứ tự luôn nha. Hoặc là anh trước hoặc là Linh trước. Linh thấy sao? Em thấy hay là Chí tổng thông tin tổng hợp thì cho Chí trước nhỉ? Nhưng mà không, cái phần của em á có một cái phần em sẽ nói về ý chí nên là có thể nối sang cái phần của Chí. Quan điểm của Chí thì Chí sẽ là người nói cuối cùng, bởi vì cái bài của Chí nó có một cái thông điệp rất là sâu sắc, và Chí nghĩ rằng khi mà Chí kết cái chương trình của chúng ta thì nó sẽ động lại trong lòng của quý vị khán giả một cái thông điệp rất là đẹp. Thế thì em nghĩ là em nên thứ hai, tại vì là cái phần của em nối qua phần Chí nó sẽ hợp lý, nên là anh Thắng mở đầu đi anh. Thôi thì anh cũng là người lớn tuổi nhất. Anh sẽ gánh vác cái trách nhiệm này nha. Anh bắn phát súng đầu tiên đi cho bọn em đi cho nó thoải mái, đầu sôi đuôi lọt anh ơi. Tin anh nha. Ok, cố lên ba anh em mình. Chí ơi, Linh ơi, cố lên nha. Cố lên. Ok. Chào mừng quý vị đang cùng đến với tin tức thể thao quốc tế ngày hôm nay. Nếu chúng ta hay ví von nấu ăn như một bộ môn nghệ thuật, thì tôi lại nghĩ bóng đá là một bản tình ca với những nốt nhạc mê hoặc lòng người. Và từ khóa của tuần này sẽ là nốt nhạc. Và thưa quý vị thân mến, nếu nói về hai nốt nhạc đang thăng hoa trong bóng đá của thời đại này thì chắc chắn đó chính là nốt đô và nốt si. Khi mà tôi nói đến đây thì chắc hẳn ai là người đam mê bóng đá thì đều đã có thể đoán ra được hai cầu thủ mà tôi muốn nhắc đến là ai. Vâng, chính xác rồi, đó chính là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Và nào, xin mời quý vị cùng lắng nghe xem hai nốt nhạc này đã tạo nên cảm xúc như thế nào cho người mộ điệu bóng đá trong thời gian vừa qua. Đầu tiên, Ronaldo quay xe trở về nhà hát của những giấc mơ. Judo đi ngược về xuôi. MU vẫn mãi là nhà của Đô. Nhà hát của những giấc mơ, sân Old Trafford và câu chuyện chào đón Ronaldo quay trở về trong thời gian này đang là chủ đề nóng hổi. Nóng đến mức ngay sau khi câu lạc bộ Manchester United đăng tải trên trang web và fanpage thì đã tắc nghẽn trong một nốt nhạc vì lượng truy cập quá tải. Và bên cạnh đó, cổ phiếu của câu lạc bộ tăng lên 8%. Còn trang cá nhân của Ronaldo tăng lên 1 triệu người theo dõi mới. Vậy mới thấy cái tên của Ronaldo có sức ảnh hưởng đến như thế nào. Chúc mừng Ronaldo đã quay trở về lại ngôi nhà của mình, nơi đã giúp cho Ronaldo bước chân vào ngôi đền huyền thoại, nơi đã giúp cho hình ảnh của một cậu nhóc đến từ vùng quê Madeira năm nào. Và thưa quý vị thân mến, dù ai đi đâu xa, khi được trở về nhà cũng đều cảm thấy thoải mái và vui phải không nào? Và tin thứ hai đó chính là nốt nhạc Messi của chúng ta. Nốt si này là được mệnh danh là nhạc trưởng sở hữu đôi chân khiêu vũ với trái bóng tròn. Từ một cậu bé còi xương trở thành một tài năng trong làng bóng đá, như một minh chứng rằng anh đã có 200 danh hiệu lớn nhỏ và 6 quả bóng vàng. Messi hiện là cầu thủ có mức thu nhập cao nhất trong làng bóng đá. Và chúng ta có thể chia nhỏ ra như thế này thưa quý vị. Mỗi ngày của Messi sẽ giống như là một lần mà chúng ta trúng số, với số tiền kiếm được là 345.000 USD, hơn 14.000 USD mỗi giờ, hơn 233 USD mỗi phút và gần 4 USD mỗi giây. Như kiểu là một hơi thở của Messi trên sân bóng sẽ là một tô phở đặc biệt với tái nạp gầu gân. Mà thường thì chúng ta ăn phở thì chắc lúc nào cũng sẽ ngon hơn là ăn cơm phải không ạ?
Và nếu nói về hai nốt nhạc Đô và Si này, chắc chắn phải rất nhiều số phát sóng thì chúng tôi mới có thể nói hết được câu chuyện này. Nhưng điều mà chúng ta có thể thấy ở hai cầu thủ, M10 là một cầu thủ có tố chất bẩm sinh, CR7 là một biểu tượng cho việc không ngừng nỗ lực. Tuy nhiên, để có thể giữ vững được danh hiệu này thì tôi tin chắc hai cầu thủ đã phải nỗ lực không ngừng nghỉ mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Tôi còn biết được một điều rằng hai cầu thủ của chúng ta đang có một khát khao chung cùng với nhau. Mặc dù là họ đã đạt được những danh hiệu ở những cấp câu lạc bộ hay là Copa America hay là giải đấu Euro, nhưng ước mơ chung của họ đó chính là giấc mơ đăng quang ngôi vị cao nhất ở World Cup năm 2022. Và nhắc đến đây thì tôi lại nhớ đến một bài báo được đăng tải trên trang FIFA vào thời gian vừa qua của nốt nhạc trưởng của đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải. Anh nói: "Tất cả các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam đều mơ được dự World Cup một lần. Nếu điều đó xảy ra, chắc chắn sẽ là ngày hạnh phúc nhất." Và thưa quý vị, đừng quên cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, đừng quên cổ vũ cho thầy trò Park Hang-seo tại đấu trường World Cup 2022 với vòng loại thứ 3 quý vị nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần mới nhất trong chương trình ngày hôm nay, cũng mới xuất hiện lần đầu tiên thôi, với chương trình Tôi Yêu Bóng Đá. Thì quý vị có thể thử thách cùng với chúng tôi để có thể chinh phục giải nhất của chương trình, mang về những tấm vé cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại Qatar với vòng loại World Cup. Và bây giờ, để hiểu được hình thức tham gia, xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn video clip ngắn. Nốt nhạc Si và Đô, họ đã cùng tâng bóng với nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham gia thử thách cùng khán giả trong phần tâng bóng. Anh quay phim ơi, cho em mượn trái bóng được không ạ? Thật ra là khi mà tôi coi đến đây á, tôi cũng là một người đam mê bóng đá. Tôi rất là yêu bóng đá, ăn với bóng đá, ngủ với bóng đá, cái gì cũng là bóng đá. Nên tôi cũng muốn thử sức làm khán giả để tham gia thử thách tâng bóng như thế này. Quý vị hãy xem nhé. Chúng ta có thể tại nhà của mình không cần một sân rộng như FIFA đâu. Quý vị có thể dành ra 2 mét trong nhà thôi, mình có thể tăng bóng như thế này quý vị ạ. Đó, đó. Chúng ta có thể tăng 2 chân, 1 chân tùy, như thế nào cũng được, miễn sao là quý vị quay một đoạn video clip đó gửi về cho chương trình fanpage của chúng tôi Yêu Bóng Đá. Và chúng tôi sẽ đăng tải trên fanpage này video clip nào được nhiều lượt yêu thích nhất thì chúng tôi sẽ công bố trong tuần sau, và vị khách đó sẽ giành được một tấm vé đi đến Qatar ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam trong giấc mơ mà chúng ta đang chờ đợi. Và trong thời gian này, quý vị ơi, đừng quên coi bóng đá với những giải đấu hay nhất như là ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, và nhất là đừng quên ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam tại đấu trường World Cup với vòng loại thứ 3 quý vị nha. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của biên tập viên Nam Linh trong bộ môn tennis. Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Câu Chuyện Thể Thao. Những ngày này thì người hâm mộ quần vợt trên toàn thế giới đang hướng về New York khi mà giải quần vợt Mỹ mở rộng, giải Grand Slam cuối cùng của năm đã chính thức được khởi tranh. Trước thêm giải đấu này, hãy nhìn lại hình ảnh của nhà vô địch 3 giải Grand Slam trước đó trong năm 2021. Cả 3 Grand Slam đầu tiên của năm 2021 là Úc mở rộng, Pháp mở rộng và Wimbledon đã chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của Novak Djokovic. Khi Big Three đã không còn đỉnh cao và thế hệ trẻ vẫn chưa chứng tỏ được bản lĩnh của mình trước tay vợt xuất sắc nhất là quần vợt, thì Nole đã nhanh chóng thâu tóm thêm 3 danh hiệu để san bằng kỷ lục với Federer và Nadal. Giờ đây, Novak Djokovic đã có 20 danh hiệu Grand Slam và là tay vợt duy nhất có cơ hội chạm đến chiếc cúp vô địch thứ 21 tại Mỹ mở rộng năm nay. Vâng, cả 3 giải Grand Slam đầu tiên của năm đã diễn ra, nhưng nhà vô địch chỉ có một, không ai khác, chính là Novak Djokovic, tay vợt vừa trải qua tuần thứ 336 ở vị trí số 1 thế giới. Người hâm mộ tennis trong 10 năm qua thì đã vô cùng may mắn khi được chứng kiến sự thống trị và những trận cầu đỉnh cao của Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic. Nếu được hỏi rằng giữa họ, ai là tay vợt vĩ đại nhất? Ở thời điểm này, chưa thể khẳng định chắc chắn. Cũng thật khó để phân định xem ai được yêu thích nhiều hơn. Nhưng nếu đặt một câu hỏi rằng ai là tay vợt bị ghét nhiều nhất, thì câu trả lời chắc chắn là Novak Djokovic. Trong thể thao thì sự yêu ghét vốn dĩ là điều luôn luôn tồn tại, nhưng có lẽ chưa một vận động viên nào đứng trên đỉnh của thế giới liên tục xô đổ những kỷ lục, tạo ra những trận bóng đỉnh cao. Ở ngoài đời là một người vui tính hòa đồng, một người cha mẫu mực và còn là một nhà hoạt động từ thiện năng nổ, nhưng vẫn nhận lại là những ánh mắt không mấy thiện cảm từ rất đông người hâm mộ và cả giới truyền thông.
ngày hôm nay, hãy bỏ qua những con số, những kỷ lục. Nam Linh xin được dành toàn bộ thời lượng câu chuyện thể thao ngày hôm nay để chúng ta cùng nhìn Novak Djokovic dưới góc độ một con người bên ngoài sân đấu. Và tôi xin được phép lấy tư cách là một người yêu quần vợt và là một người yêu mến Novak Djokovic để bảo vệ cho thần tượng của mình, để thấy rằng con người bên trong nhà vô địch đó thật sự đáng khâm phục. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhìn về xuất phát điểm của Novak Djokovic. Có thể thấy là thua xa tất cả những ngôi sao quần vợt đương thời. Anh lớn lên ở Belgrade thuộc Nam Tư cũ, vùng đất bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh. Tuổi thơ của anh là những trận mưa bom báo đạn. Các chuyên gia thì đánh giá Djokovic không hề có tài năng thiên bẩm như là Federer, không sở hữu sức mạnh phi thường như Nadal. Nhưng mà Djokovic vẫn hoàn toàn có thể đi đến đỉnh cao vì dám ước mơ và đi đến tận cùng. Đây là hình ảnh của cậu bé Novak Djokovic lúc 4 tuổi. Cậu rất yêu quần vợt, nhưng mà nơi cậu lớn lên thì không có một cái sân thi đấu nào cả. Cậu đã phải cào tuyết để làm một cái sân quần vợt dã chiến ngay bên ngoài tiệm bánh pizza của bố mẹ mình. Và quý vị biết không ạ, cái sân tạm bỡ ấy lại chính là cái nơi nuôi dưỡng ước mơ của một nhà vô địch vĩ đại. Cậu ôm cây vợt đi ngủ, xem quả bóng là bạn và xem tennis là lẽ sống của cả cuộc đời. Nhưng mà ít ai biết rằng khi mà lớn lên vì chứng hen suyễn quá nặng và không ít lần đã phải ngất trên sân đấu vì khó thở, Djokovic đã từng được một bác sĩ khuyên là hãy bỏ giấc mộng trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng mà có lẽ căn bệnh ấy chỉ gây phiền phức cho cơ thể thôi, chứ không thể nào đánh bại ý chí của Novak Djokovic. Anh làm mọi thứ để có thể khỏe hơn, như là đổi huấn luyện viên với những bài tập thể lực chuyên biệt, mổ xoang, thuê chuyên gia dinh dưỡng với chế độ ăn không có gluten. Đây là chế độ ăn khắt khe nhất của giới thể thao. Và đấy quả thực, mọi người xem là một cuộc hành xác đúng nghĩa. Nhưng mà nhờ có sự tự hành xác chính mình đó mà chúng ta có một nô lê dẻo dai đến khó tin được gọi là Spider-Man, với những cú đỡ bóng thần sầu và sức bền tuyệt vời cho những chức vô địch vĩ đại trong những trận chung kết kéo dài đến 6 tiếng đồng hồ. Nhưng mà sau tất cả những khốc liệt đó thì thành quả đến với Djokovic cũng chẳng mấy ngọt ngào. Anh lại nhận lại được sự căm ghét của rất đông khán giả, vì anh là người ngáng đường Nadal và Federer, những người hùng của những người hâm mộ. Đã không ít lần Djokovic phải thi đấu trên sân mà đối thủ của anh ở bên kia lưới không chỉ là đối thủ là tay vợt, mà còn là toàn bộ khán giả trên khán đài. Hãy cùng nhìn lại và nhớ lại những khoảnh khắc có thể coi là kinh điển của tennis này. Đây là chung kết Wimbledon 2019. Lúc này là set đấu cuối cùng, Federer đang dẫn 8-7 và có hai cơ hội giao bóng giành điểm quyết định. Cả khán đài đã đứng dậy hò reo và chờ đợi quý ngài Thụy Sĩ nâng chiếc cúp Grand Slam thứ 21. Nhưng bên kia lưới, Djokovic vẫn rất lạnh lùng và không hề nao núng. Anh bình tĩnh giành 4 điểm liên tiếp để cân bằng 8 đều và cuối cùng giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 13-12. Một nụ cười ngạo nghễ nở trên môi như thường thấy. Và khi được hỏi tại sao Nô Lê lại có thể bình tĩnh đến như vậy trong những thời điểm cực kỳ căng thẳng, thì anh đã trả lời rằng khi mà cả khán đài hô vang Roger, Roger, thì tôi lại nghe là Novak, Novak. Một tâm lý và bản lĩnh phi thường đến kinh ngạc. Sức mạnh, tinh thần thép của Djokovic được biết đến là vũ khí đáng sợ nhất của anh trước nhiều đối thủ. Nhưng điều đó không tự nhiên mà đến đâu thưa quý vị. Chắc là sẽ nhiều người bất ngờ khi biết được rằng đó là kết quả của nhiều năm ngồi thiền và tập yoga. Nhưng mà vượt lên trên bản lĩnh thi đấu của một chiến binh đó, thì cái điều tôi khâm phục nhất ở Novak Djokovic chính là một niềm tin và ý chí không bao giờ bỏ cuộc. Không ít lần anh đã gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài, rơi vào trầm cảm vì áp lực của truyền thông. Thậm chí, nếu chúng ta còn nhớ mới năm ngoái thôi, anh được xác định dương tính với Covid-19, bị loại khỏi Mỹ mở rộng vì lỗi vô tình đánh bóng trúng trọng tài dây và sau đó là bại trận trước Nadal ở chung kết Pháp mở rộng. Người ta đã tưởng rằng Nole sẽ phải dừng lại thôi và không thể nào bắt kịp Nadal và Federer. Nhưng không, anh đã chứng minh điều ngược lại với sự trở lại một cách diệu kỳ trong năm 2021 với 3 chức vô địch Grand Slam liên tiếp, san bằng kỷ lục 20 danh hiệu với 2 kỳ phục địch thủ của mình. Người ta có thể yêu hay ghét Djokovic vì rất nhiều những lý do, nhưng mà câu chuyện về ước mơ và không bao giờ bỏ cuộc trên con đường chạm tay vào ước mơ của mình thì không ai có thể phủ nhận. Ở cuộc chinh phục con số kỷ lục 21 chức vô địch, dù có thành công hay là không, thì trong lịch sử của môn quần vợt, Djokovic vẫn sẽ là biểu tượng hoàn hảo nhất cho tinh thần thi đấu bền bỉ và ý chí mạnh mẽ vượt lên mọi giới hạn của bản thân. Và ngày hôm nay, chúng tôi muốn nói câu chuyện này để nhắc đến một điều mà vô cùng quan trọng trong thể thao, đó chính là ý chí. Và câu chuyện tôi vừa kể là của bộ môn quần vợt, nhưng mà thế giới thể thao rộng lớn thì còn rất nhiều những tấm gương ý chí và nghị lực vượt qua hoàn cảnh. Câu chuyện của Djokovic sẽ được tiếp nối với những vận động viên vô cùng đặc biệt qua những thông tin của biên tập viên Quốc Chí. Xin mời anh Quốc Chí ạ. Xin được cảm ơn biên tập viên Nam Linh. Có lẽ nói về ý chí thì chắc chắn là chúng ta phải nói về Paralympic, Thế vận hội thể thao dành cho người khuyết tật. Thưa quý vị, bắt nguồn từ một hội thao được bác sĩ Louis Guzman tổ chức,
Với mục đích ban đầu đó là tạo ra một sân chơi giúp cho những bệnh nhân bị chấn thương cột sống của mình có một sân chơi để mà tập luyện sức khỏe. Nhưng mà không ngờ hội thao ngày càng là phát triển và lớn mạnh. Đến năm 1948 thì hội thao đã chính thức trở thành một trong những sự kiện quốc tế được đáng chú ý với tên gọi đó là Thế vận hội thể thao cho người khuyết tật Paralympic. Thưa quý vị, trải qua 73 năm thăng trầm thì Paralympic đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Có lúc bùng nổ được cả thế giới đón nhận nhưng cũng có lúc bị hấp hủi. Cụ thể là vào năm 1980 thì Liên Xô đã từ chối tổ chức Paralympic với lý do là vị lãnh tụ của nước này tuyên bố rằng không có người khuyết tật nào ở đất nước chúng tôi. Và đến năm 2016 thì Brazil một lần nữa lại có ý định không tổ chức Paralympic vì với lý do là đã tiêu hết tiền cho Olympic cùng năm này. Thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với Paralympic Tokyo 2020 diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt. Đó chính là đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên, ngày 24 tháng 8 vừa qua thì lễ khai mạc của Paralympic Tokyo đã diễn ra một cách thành công, chào đón 4.403 vận động viên tham dự với 2.550 vận động viên nam, 1.853 vận động viên nữ, họ đến từ 161 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ cùng tranh tài ở 22 môn thể thao với tổng cộng 539 bộ huy chương. Đây được xem là kỳ Paralympic với số lượng vận động viên tham dự đông đảo nhất trong lịch sử. Thưa quý vị, các vận động viên sẽ đại diện cho khoảng 1,2 tỷ người khuyết tật trên toàn thế giới. Có thể thấy rằng Paralympic đã có một sức ảnh hưởng vô cùng lớn trên toàn thế giới và trong đó có cả Việt Nam nữa thưa quý vị. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng dõi theo hình ảnh của đoàn vận động viên khuyết tật Việt Nam tại lễ khai mạc Paralympic Tokyo 2020. Thưa quý vị, trên màn ảnh lúc này đó chính là đoàn vận động viên khuyết tật người Việt Nam. Đoàn vận động viên Việt Nam bao gồm 7 vận động viên, họ sẽ cùng tranh tài ở các môn cử tạ, điền kinh và bơi lội. Chúng ta có thể thấy là màu cờ sắc áo đang phấp phới tại Tokyo đúng không ạ? Thưa quý vị, đáng chú ý đó chính là đô cử Lê Văn Công, người đã tạo nên lịch sử cho đoàn vận động viên khuyết tật Việt Nam vào năm 2016 tại Brazil khi anh đã phá kỷ lục với mức tạ 183kg. Và hiện tại, anh cũng đang là người giữ mức tạ kỷ lục thế giới 183,5kg. Thế vận hội thể thao Paralympic Tokyo 2020 này thì một lần nữa, vận động viên Lê Văn Công lại tiếp tục nâng thành công mức tạ 173kg thưa quý vị, ngang bằng với đối thủ của mình. Tuy nhiên, anh chỉ giành được huy chương bạc mà thôi. Với lý do vô cùng đáng tiếc đó chính là vận động viên Lê Văn Công nặng hơn đối thủ của mình 100g thưa quý vị. Mặc dù đó là một điều rất đáng tiếc, tuy nhiên trải qua 5 năm vô cùng khó khăn của điều kiện tập luyện cũng như là hiện tại Lê Văn Công cũng vừa khỏi chấn thương thì với thành tích này cũng là một thành tích vô cùng tự hào đối với bản thân của vận động viên Lê Văn Công và đoàn thể thao của Việt Nam chúng ta. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nhìn lại những hình ảnh của vận động viên Lê Văn Công tại Paralympic Tokyo 2020. Thưa quý vị, hai tiếng Việt Nam được vang lên vô cùng ấn tượng đúng không ạ? Có thể nói, nếu như Olympic là nơi tạo ra các anh hùng thì Paralympic lại là điểm đến của các anh hùng. Bởi lẽ đằng sau những tấm huy chương như thế này là cả cuộc đời của những vận động viên thành công mà nơi đó chứng kiến rất nhiều những câu chuyện về cố gắng, quyết tâm và nỗ lực. Chỉ cần sự xuất hiện của họ thôi đã là một điều kỳ diệu. Ngay bây giờ, thời gian dành cho chương trình thể thao quốc tế đã hết. Quốc Trí, Nam Linh cũng như là Minh Thắng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Trời ơi, cái phần giới thiệu cũng như là điểm tin của tất cả các bạn khiến cho tôi cảm thấy rất là lôi cuốn và cực kỳ hấp dẫn. Và hôm nay anh rất là thích góc nhìn của các bạn. Một người là rất là nồng nhiệt, đó là Minh Thắng. Một người là rất là nồng ấm, là Nam Linh. Và một người rất là ấm áp, đó là Quốc Chí. Các bạn cho chúng tôi những hình ảnh về những người dẫn chương trình mới. Tôi thích cách các bạn bàn luận để cùng nhau đặt vấn đề khi chúng ta dẫn nhóm. Với thứ tự là Minh Thắng, Nam Linh và Quốc Trí là hoàn toàn chính xác luôn. Với Minh Thắng thì rõ ràng cái logo đằng sau, cái bối cảnh của tôi đã tạo áp lực cho bạn. Bởi vì tôi là một fan cứng của Manchester United, là một Manusian. Nên tôi mong muốn lắng nghe từng thông tin, nó thật là đã lỗ tai. Và rõ ràng là bạn cực kỳ thông minh khi mà lựa chọn hai nốt nhạc C và Đô. Nhưng mà cái phần cuối sau khi kết thúc phần diễn thuyết của mình, thay vì bạn sẽ liên hệ với
với nhiều giải đấu khác nhau, mình hãy liên hệ đến những nốt nhạc còn lại trong bản nhạc đó thì nó sẽ tạo nên cả một cái tổng thể, một bài giao hưởng rất là đẹp, chứ không chỉ là si và đô. Và một bài hát là chỉ có hai nốt đó thì nghe nó rất là nhàm chán. Nhưng mà đặc biệt anh rất là thích em lấy những cái nốt nhạc để làm cho cái bản tin thể thao nó bay bổng hơn và nó dễ đến với đối tượng khán giả khác nhau. Si và đô vô tình nó hai cái nốt này nó rất là trùng vào trong cái nhịp này, và ngay lúc này người ta đang hướng về nó nên là cái tính thời sự nó cao và người ta càng hấp dẫn người ta đang xem. Nhưng mà khi đã trung thành với âm nhạc thì mình nên đi theo đúng con đường đó. Bạn bỗng rẽ ngang xem một cái hẻm được mang tên ẩm thực khi bạn nói là phở ngon hơn cơm, đúng không nào quý vị? Tôi giật mình. Nhưng mà riêng đối với chị lại cho đó là một cái phép ẩn dụ rất là sáng tạo, mà nó mang đến cho chị một cái điều là anh chàng này dám như vậy sao. Nhưng mà thật ra thì nó là một cái điều mà tạo nên một cái quan tâm của khán giả trong cái cách nói của em. Tự nhiên nó đang đi vậy nè, cái là giống như là thách thức khán giả ăn miếng vậy đó. À, phở thì cũng có vị cũng ngon hơn chứ bộ, đúng không? Thì giống như là lâu lâu cho phép tôi được đứng về phía các anh một tí xíu, kiểu như thế thì nó cũng rất là ok. Nó lịch thiệp vừa phải, nhưng mà nó cũng tạo được một cái tiếng cười ở trong cái phần thi của em. Minh Thắng, nếu như ở phần dẫn đầu tiên bạn hơi dài dòng thì ở phần này bạn đã làm tốt ở cái việc bản dẫn tin rất gãy gọn, và một lần nữa sự chuẩn bị chu đáo của bạn cũng như việc bạn mang một trái bóng vào và biểu diễn cái kỹ năng của người dẫn chương trình, anh Toàn đánh giá cao điều đó. Bạn muốn chúng tôi làm điều đó với bạn thì bạn cũng phải làm được, đúng không nào? Và thậm chí bạn cũng cho người xem hồi hộp. Tôi đang nghĩ cái ông dẫn chương trình mà tự nhiên ông tân bóng không được chắc vui à, nhưng bạn làm được và người ta nghĩ rằng bạn có kỹ năng và thực sự bạn đang yêu thích về những gì bạn nói. Đó là điểm cộng rất lớn. Phải nói là đây là nghề của chàng, em chọn tông giọng, cách nhịp, cách phối và em biết truyền rất là đẹp, và người ta bị cuốn theo cái tông giọng của em. Chỉ có cái là đôi lúc em bị cuốn theo cái trái bóng nên đôi lúc nó hơi vấp một chút xíu, thì chúng ta phải kiểm soát lại cái này. Riêng đối với Nam Linh đương nhiên là em luôn luôn có tổ chức của một người biên tập viên. Tuy nhiên, trong suốt cả một cái phần thi của em, thỉnh thoảng nó sẽ bị quay trở về với cái tông của thời sự. Giọng bạn đôi lúc nó bị mellow á, trầm trầm, hơi buồn buồn, thì nó sẽ đưa người ta đi vào cái cảm xúc, nó tuột khỏi cái khung thể thao. Thì em phải thoát ra cái hình ảnh đó. Cái nào là dẫn dắt, cái nào là chúng ta kể chuyện bằng một cái tông giọng của một cái câu chuyện thể thao. Như ngày hôm nay, câu chuyện của bạn chia sẻ khiến cho chúng tôi cảm thấy rần rần theo từng lời nói về nhân vật Novak Djokovic. Nam Linh đã rất là thông minh khi mà làm đúng với vai trò của một người MC, dù là trên khi phong xanh, dù là trước ống kính hay trên sân khấu. Đó chính là bảo vệ thân chủ. Bạn đã kiếm cách để cho những anti của Novak Djokovic phải thông cảm, hiểu và sáng tỏ được vấn đề. Em nói một cách đầy tự tin, dù rằng là chị không có thích anh này bằng chị thích Nadal. Tuy nhiên với cái câu chuyện, với cách em dẫn dắt làm cho chị cảm thấy ok, cuối cùng anh chàng này cũng thú vị ấy nhỉ, và có nhiều cái rất là hay đó, thì em truyền được cho chị cái điều đó. Vì cái thần thái của em khi mà em tin chắc nịch vào những cái thông tin đó và em nói bằng một cái tình yêu dành cho cái người thần tượng của mình, nên là em đã lay động được với những người khác. Còn cuối cùng người Quốc Chí là một cái người rất là ấm áp, anh thấy được cái sự cố gắng đưa cảm xúc vô. Nhưng em bị nhiều nhất là cái nhịp dẫn. Anh nói cái nhịp dẫn nó vô cùng quan trọng. Thì đôi lúc em bị gãy nhịp. Gãy nhịp là sao? Có nghĩa là nó không có cái cảm ở trong để biết lúc nào lên, lúc nào xuống. Tự nhiên khi đi qua dẫn phần này á, bạn sai cái phát âm rất là nhiều. Đoàn thể thao chứ không phải đoàn thể thao. Bơi lội nó khác bơi lội ha. Cho nên có những cái nó rất rõ, cho nên mình phải cẩn thận. Tuy nhiên ở đây thì chỉ có một cái điểm khen đối với Trí. Qua cái bản tin này, Trí đã cố gắng mạch lạc, rõ ràng, giọng của mình rắn rỏi hơn rồi. Nhưng mà sao Trí biết không, dù gì thì nó vẫn là bản tin thể thao, cho nên cái lúc mà em đang nói về đâu đó chúng ta vẫn thấy có một sự trăn trở, cố gắng, thì em đã quay về cái giọng cảm xúc rồi. Anh hy vọng là chúng em nghe và cố gắng. Cảm ơn cả ba bạn rất là nhiều. Tuyệt vời, ba chàng trai. Tiếp nối trong phần thi thứ 3, cá nhân tăng cường với chủ đề đánh giá sản phẩm công nghệ 4.0. Mỗi thí sinh sẽ xử lý tình huống bất ngờ đến từ ban giám khảo. Đầu tiên, xin mời Nam Linh.
Xin chào quý vị và các bạn. Đây là chuyên mục Công nghệ số phát sóng vào chiều Chủ nhật hàng tuần trên HTV9. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói với nhau về một khía cạnh khác của công nghệ, đó là giá trị thật sự của công nghệ nằm ở đâu. Mỗi con người khi mà chọn một sản phẩm công nghệ thì đều dựa trên những cái nhu cầu này, những cái sở thích của cá nhân. Nhưng mà rõ ràng hiểu được giá trị của công nghệ thì chúng ta mới tận dụng được hết giá trị của nó. Và trên thế giới, quý vị biết không, có rất nhiều những người không những hiểu mà họ còn là những người tạo ra công nghệ và là những ông trùm công nghệ cao. Tôi đã có một cuộc khảo sát nho nhỏ về việc là sau khi mà hết giãn cách xã hội, điều mọi người muốn làm nhất là gì, thì có tới hơn 70% mọi người trả lời đó là đi du lịch. Nhưng mà chỉ có 30% trong số đó biết được chính xác mình muốn đi đâu. Hồi tháng 6 vừa rồi, Nam Linh đã gọi điện qua Mỹ để gặp Jeff Bezos, tỷ phú giàu nhất thế giới, để hỏi ông ấy rằng chính cái câu hỏi đó. Jeff đã trả lời rằng là: tôi muốn bay vào vũ trụ vào tháng sau, chắc chắn tôi sẽ làm điều đó. Đúng là suy nghĩ của một ông trùm công nghệ và có rất nhiều tiền. Và đây là những hình ảnh được Jeff Bezos gửi đến cho chúng tôi cách đây vài ngày. Hãy cùng xem nhé. I was going into space, and I want to thank you, sweetheart, because you made it possible for me. I've been waiting a long time to finally get it up there. Và tôi đã chờ rất lâu, đó chính là câu bình luận của bà Wally Fang, 82 tuổi, khi trở về chuyến hành trình vũ trụ này. Và bây giờ thì chúng ta lại có một thông tin mới gửi đến cho chương trình. Hãy cùng chờ xem đó là gì nhé. Vào năm 2025, Việt Nam sẽ có chuyến bay có người lái đầu tiên lên sao Hỏa. Thưa quý vị, chúng tôi vừa nhận được một thông tin rất hấp dẫn mà tôi muốn chia sẻ với quý vị, nhưng không phải là lúc này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nhân vật mà chúng tôi vừa nói đến. Đó chính là bà Wally Fang, cựu phi công Mỹ, năm nay 82 tuổi. Bà vừa trở về từ chuyến bay du hành vũ trụ ngày 20 tháng 7. Như chúng ta được tìm hiểu thông tin thì đây từng là người trẻ nhất trải qua các huấn luyện để trở thành phi hành gia. Nhưng vì là phụ nữ nên không thể trở thành một phi hành gia. Đến bây giờ bà mới được bay vào vũ trụ và trở thành người cao tuổi nhất từng làm điều này. Chưa một ngày nào mà bà Wally Fang từ bỏ giấc mơ du hành của mình để đến ngày hôm nay, nhờ vào công nghệ tân tiến đã giúp bà hoàn thành được khát khao của mình. Và người giúp bà làm được cái điều đó không ai khác chính là người mà lúc nãy tôi gọi điện đến, thưa quý vị, Jeff Bezos. Và giấc mơ chinh phục không gian thì không chỉ là giấc mơ của riêng Jeff hay là Wally, mà còn là ước mơ của cả nhân loại. Và hiện là cuộc đua giữa các cường quốc và các ông lớn, thậm chí là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Jeff Bezos là tỷ phú Elon Musk còn có một ước mơ, đó là: tôi muốn đưa người lên sống tại sao Hỏa. Khi mà nghe đến cái điều này thì đúng là nếu 20, 30 năm trước thì tôi nghĩ đó là một điều điên rồ. Nhưng mà ngay lúc này, cái thông tin tôi muốn chia sẻ cho quý vị để quý vị có thể thấy rằng nó không hề điên rồ đâu, thưa quý vị. Năm 2025, Việt Nam của chúng ta, một nước mà đi sau trong ngành công nghiệp vũ trụ, cũng sẽ có chuyến bay lên vũ trụ đầu tiên và có người lái. Đó là thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật được mà tôi cực kỳ hào hứng để chia sẻ với quý vị ngay lúc này. Cái thông tin là năm 2025 Việt Nam có chuyến bay có người lái đầu tiên lên sao Hỏa, thật sự tôi nghe đó chính là cái tên của trò chơi vũ trụ mới nhất tại Đầm Sen thôi, chứ không phải là thông tin chính thức. Tại sao vậy? Tại sao mình không có kiểm duyệt trước nội dung vậy, Nam Linh ha? Thế nhưng cái thông tin tôi đưa ra thực tế là chúng ta có chuyến bay vào vũ trụ, nhưng mà vũ trụ nào thì sẽ là câu chuyện ở phía sau. Nó sẽ là một vũ trụ ảo, một vũ trụ thật, nó là sao Hỏa hay là mặt trăng, thì đó là sẽ câu chuyện mà chúng ta sẽ còn tiếp tục kể, quý vị ạ. Và quay trở lại với cái câu chuyện ước mơ về những sản phẩm công nghệ thì chúng ta có những cái ước mơ cho bản thân, nhưng mà công nghệ rõ ràng nó còn giúp cho mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những cái người xung quanh mà họ không có những cái sự may mắn hơn như chúng ta. Ngay tại Việt Nam thì chúng ta đã sản xuất ra được những cái sản phẩm công nghệ cao dành cho những người khuyết tật, như là kính cảnh báo vật cản này, hiện chữ nổi thông minh dành cho người mù, hay là những con robot, những cái xe lăn thông minh cho người khuyết tật. Và đó chính là những cái giá trị nhân văn rất lớn mà con người tạo ra nhờ có công nghệ. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì người ta nghĩ rằng là công nghệ số chính là tương lai của nhân loại. Nhưng mà các bạn thấy đấy, từ câu chuyện bay vào vũ trụ của các ông lớn ngành công nghệ cho tới những sản phẩm gần gũi trong đời sống thì nó thực ra xuất phát từ một thứ, đó chính là ước mơ. Và cái sản phẩm tinh thần cũng là giá trị lớn nhất mà công nghệ mang lại, đó chính là giúp cho chúng ta chinh phục được ước mơ của mình. Công nghệ nó sẽ chỉ là công cụ, là phương thức để chúng ta đi đến ước mơ thôi. Còn ước mơ và khát khao sáng tạo mới thật sự là tương lai của con người.
Đó là câu chuyện công nghệ ngày hôm nay chúng tôi muốn mang đến trong công nghệ số, và mong rằng câu chuyện ngày hôm nay sẽ mang cho quý vị những góc nhìn khác, những cảm nhận khác về công nghệ, và hãy sử dụng hết tất cả những giá trị của công nghệ đó để đạt được ước mơ của mình. Và tôi là Nam Linh, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Tiếp theo là cảnh én quốc trí. Mến chào các bạn cùng đến với chương trình Đạp Hợp Công Nghệ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Cố Trí đem một sản phẩm đến đây, một sản phẩm mà làm cho Trí cứ thao thức mãi. Và từ ngày hôm qua thì Cố Trí đã không ngủ được và chờ đến ngày hôm nay để có thể ghi hình tập phát sóng này. Và nó đến đây thì quý vị cũng bắt đầu hơi tò mò, không biết là sản phẩm gì mà Cố Trí hơi hồi hộp như vậy, đúng không ạ? Nhưng mà trước khi mà chia sẻ về sản phẩm này thì Cố Trí thì cũng muốn chia sẻ với quý vị, một năm qua thì chúng ta đã trải qua một năm 2021 với rất nhiều là biến động về kinh tế xã hội, đúng không ạ? Nhưng mà đến 3 tháng đầu năm của năm 2022 này thì chúng ta bắt đầu đón nhận rất là nhiều cái thông tin vui về y tế nè, về công nghệ và về khoa học nữa. Và đặc biệt trong lĩnh vực khoa học thì chúng ta đã bắt đầu chào đón rất là nhiều cái sản phẩm ý nghĩa phục vụ cho cuộc sống của chúng ta. Và đã đến đây thì Cố Trí sẽ bật mí với quý vị sản phẩm ngày hôm nay chúng ta đặt hợp là gì nhé. Thưa quý vị, trên tay của Cố Trí lúc này đây, đó chính là vaccine Vinacovax được sản xuất ngay tại Việt Nam của chúng ta, thưa quý vị ơi. Trời, quá là hồi hộp và cảm giác hết sức là trân trọng vì đây là một loại vaccine được sáng chế ngay tại Việt Nam của chúng ta và có hiệu quả phòng chống lại virus SARS-CoV lên đến 97,6%. Thưa quý vị, hiện tại Vinacovax đang xếp trong bảng xếp hạng cùng với những loại vaccine tiêu biểu như là AstraZeneca, Moderna hay là Pfizer. Và theo thống kê của chúng tôi, hiện tại từ khóa Vinacovax có lúc được tìm kiếm lên đến 16.600.000 lượt tìm kiếm chỉ trên 0,68 giây mà thôi. Điều này đã minh chứng một điều rằng là cái sự quan tâm của cộng đồng thế giới về Vinacovax như thế nào, đúng không ạ? Và có một bình luận về cộng đồng của một người nước ngoài dành cho Vinacovax như thế này mà Cố Trí rất là muốn chia sẻ với quý vị. Bình luận này như thế này đây: I did not expect a small country like Vietnam to raise such a great product. Thank you Vietnam for helping us overcome the epidemic. I love you, genius researchers. Đại khái là cộng đồng trên thế giới đang hướng về Vinacovax, một cái tên nổi cộm lên trong làng vaccine, và đang giúp họ vượt qua đại dịch. Thưa quý vị, để có được thành công như thế thì Vinacovax đã phải trải qua rất là nhiều giai đoạn thử nghiệm về tính an toàn cũng như là hiệu quả. Và chúng tôi thống kê có lên đến là 1 triệu tình nguyện viên tham gia vào việc thử nghiệm vaccine này. Và từ đây thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã công nhận Vinacovax là một loại vaccine vô cùng hiệu quả. Thưa quý vị, hiện tại từ ekip sản xuất tôi nghe một tín hiệu, có thể là một thông tin vừa nhận được về Vinacovax. Tôi sẽ quay trở lại ngay sau phút quảng cáo. Quý vị đừng rời khỏi màn hình nhé. Thưa bạn, rất tiếc nó không phải là thông tin về Vinacovax mà bạn đang giới thiệu, mà đó là câu chuyện về ước mơ của một ngày không xa, khi mà những người mắc Covid họ có thể mở tủ thuốc và lấy một viên thuốc uống như khi chúng ta bị cảm và uống một viên thuốc cảm bình thường chỉ với một liều duy nhất. Đó là thông tin mà chúng tôi mới nhận được và tôi nghĩ nó đang thông tin rất là nóng hổi và hấp dẫn. Hết thời gian quảng cáo. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã trải qua vài phút quảng cáo và Cố Trí đã quay trở lại với chương trình. Quý vị ơi, một thông tin vô cùng đáng hỏi mà Cố Trí vừa mới nhận được là Vinacovax không chỉ sản xuất ra được vaccine nữa mà vừa mới thành công trong việc bào chế ra thuốc chống lại virus SARS-CoV luôn quý vị ơi. Một thông tin vô cùng đáng hỏi. Tôi xin nói rõ lại, đó là tương lai chứ không phải vừa được bào chế ra bạn nhé. Cảm ơn bạn. Thưa quý vị, người ta thường hay nói đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Có nghĩa là vaccine là một trong những liều thuốc hữu hiệu nhất để chúng ta phòng chống lại virus SARS-CoV. Tuy nhiên, ngoài việc đã bào chế ra vaccine thì tất cả những công dân của Việt Nam cũng như trên toàn thế giới đều có ước mơ là sẽ sản xuất ra được cái loại thuốc phòng chống lại virus SARS-CoV. Tuy nhiên thì thay vì chúng ta ngồi ước mơ, chúng ta hãy đứng dậy và thực thi những gì mà chúng ta có thể làm được, đó chính là hãy cùng nhau tiêm vaccine Vinacovax cũng như là những loại vaccine có mặt trên thị trường để mà cùng nhau phòng chống lại virus SARS-CoV.
Một điều trong tương lai chúng tôi cũng hy vọng rằng là phương thuốc chữa trị lại virus SARS-CoV cũng sẽ thành công. Và đến đây thì chương trình Đặc Hợp Công Nghệ cũng đã kết thúc. Và chúng tôi hy vọng rằng là với những giây phút Đặc Hợp Công Nghệ như thế này cũng mang đến cho quý vị những thông tin thú vị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Và cuối cùng xin mời Minh Thắng. Xin chào các bạn, khỏe không? Ok, một ngày thôi nha, chúng ta sẽ hẹn gặp lại. Rồi, xin chào. Thưa quý vị, những cuộc gọi kèm hình ảnh và âm thanh hay còn gọi là video call đã không còn xa lạ với tất cả quý vị, nhất là trong thời gian giãn cách vì dịch bệnh Covid-19. Thì tất cả chúng ta đang sử dụng video call để kết nối tất cả về khoảng cách và xích lại gần nhau hơn. Vậy thì có bao giờ quý vị thắc mắc rằng video call đã ra đời và phát triển như thế nào hay không? Nếu có thì xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi khám phá trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta phải nhắc đến đó là theo sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp từ 1.0 đến 4.0 thì tiến bộ công nghệ là một trong những bước ngoặt quan trọng của từng giai đoạn nhằm hướng tới phục vụ các nhu cầu của con người tốt hơn. Thời xưa, để liên lạc với nhau, người ta sẽ cùng trao đổi những bức thư tay, sau đó là những bức điện tín vào năm 1876 tạo được bước ngoặt, đó chính là chiếc điện thoại được cho ra đời. Và lúc đó là tiện lợi cho đời sống của con người cũng được nâng cao. Vào thời điểm điện thoại ra đời, nhiều nhà khoa học đã mơ về viễn cảnh một ngày có thể là phát minh ra một thiết bị có thể không chỉ nói mà còn nhìn được người đối diện của chúng ta, người đang ở bên kia đầu dây có cảm xúc như thế nào. Và đây là động lực để các nhà nghiên cứu tham gia, và họ đã tìm tòi với một hy vọng là sẽ sớm hiện thực hóa ý tưởng đó vào cuộc sống. Và sau đó thì hàng loạt các nghiên cứu đã được thử nghiệm và công bố, và đây là cột mốc tiền đề đáng nhớ. Vào năm 1970 thì Bell Labs và AT&T đã trình diễn công khai cuộc gọi video đầu tiên có hệ thống điện thoại có hình, hay còn gọi là picture phone tại Mỹ. Có thể là vừa nói, vừa nghe và vừa nhìn thấy người đang nói chuyện với mình. Tuy nhiên, hình ảnh lúc bấy giờ là màu trắng đen và chất lượng còn khá là thấp, thậm chí là khó sử dụng. Mặc dù có những hạn chế như vậy, nhưng đây là một trải nghiệm hết sức mới lạ và đột phá đối với khách hàng. Sau đó, AT&T đã chi 500 triệu USD để phát triển thiết bị này. Tuy nhiên, vì chi phí sử dụng đắt đỏ nên khách hàng đã thờ ơ và nhà sản xuất phải ngừng cung cấp dịch vụ này. Rồi nhiều ông lớn như Mitsubishi hay Sony cũng phải cố gắng tìm kiếm cơ hội trong thị trường videophone, thế nhưng tất cả đều thất bại. Và rồi sự bùng nổ của kỷ nguyên công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với đặc điểm kết nối, tự động hóa và xóa nhòa mọi khoảng cách, các vấn đề trước đây đều được giải quyết một cách triệt để cùng sự bùng nổ của Internet. Internet thật ra là quý vị có thể hiểu đơn giản như thế này. Đầu tiên là từ viết tắt của Interconnected và Networks, và hay hiểu đơn giản hơn là tập hợp tất cả các mạng lớn nhỏ khác nhau trên toàn cầu và kết nối chéo với nhau. Và ngày nay, theo đường truyền Internet kết nối mạnh như vậy, cùng với các thiết bị có tích hợp sẵn camera, ví dụ như là máy tính xách tay hay là điện thoại thông minh, nên video call được sử dụng phổ biến và rộng rãi hơn. Thắng ơi, trong chương trình ngày hôm nay á, để tăng cái niềm tin cho khán giả, mình sẽ dùng một cái phần mềm được mang tên là Hologram Call, để chúng ta có thể mang một cái khách mời đến đây. Và cái phần mềm này nó được dựa trên cái việc là dựng hình ảnh 3D đấy em. Cái holographic á, bây giờ em nói thêm cái đó và trong vòng một phút nữa thì vị khách mời của chúng ta sẽ xuất hiện để nói về cái công nghệ này nhé. Và thưa quý vị thân mến, khi mà người lớn cho tới tất cả các trẻ em đều có thể sử dụng phần mềm video call thì lúc bấy giờ rất nhiều những ứng dụng phần mềm đã ra đời như Skype, WhatsApp, FaceTime và rất nhiều những phần mềm khác. Trong đó chúng tôi phải nói có phần mềm vượt bậc và phát triển được nhiều người yêu thích bởi vì những tính năng có thể gọi một cuộc gọi video call 3D hay còn gọi là graphic. Và đây là tính năng hologram. Không biết là tất cả quý vị có nghe điều này có thấy xa lạ hay không ạ? Nhưng mà nếu mà có xa lạ thì quý vị cũng yên tâm, bởi vì chúng tôi sẽ có một vị khách mời được mời đến đây trong chương trình này để chia sẻ với tất cả quý vị. Em ơi, đường truyền có vấn đề một tí xíu cho nên là khách mời sẽ không có vào được. Bây giờ thì em hướng dẫn thêm, em
bạn quay trở lại với chương trình của mình đi nha. Và thưa quý vị thân mến, có thể nói là những phần mềm quá hấp dẫn rồi, nhưng mà vì một vài lý do khách quan nên vị khách mời của chúng tôi sẽ không đến trong chương trình ngày hôm nay, nhưng cho chúng tôi nợ quý vị một lần nhé. Và hứa hẹn với quý vị là trong chương trình và số phát sóng tiếp theo, vị khách mời đang được giấu tên này, bí mật này, chúng tôi sẽ mời đến và bật mí cho quý vị về hologram. Nhớ nhá, số phát sóng sau chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị. Và quý vị thân mến, rõ ràng khi mà tất cả những tính năng ra đời như vậy là để phục vụ nhu cầu cảm xúc của mỗi chúng ta, dù là 2D, 3D hay là 4D, thì rõ ràng cái tính năng mà chúng ta đang hướng đến đó chính là những video call, cuộc gọi của cảm xúc. Rồi cả với Én Vàng và với tôi đây thì cứ ngỡ như là không thể tổ chức, nhưng nhờ ứng dụng video call thì chúng tôi vẫn có thể thực hiện điều này. Vậy thì chúng ta hãy cứ cùng nói với nhau như thế này đi ạ. Với trí tuệ của nhân loại thì chắc chắn rằng công nghệ sẽ không chỉ dừng lại ở đây, sẽ không chỉ nghe, nói, nhìn, mà chúng ta còn một ngày, hy vọng là 5 năm sau, 10 năm sau hay 20 năm sau, chúng ta còn có thể cảm nhận được nhiệt độ ở bên kia không gian hình thì sao? Ví dụ như là ở bên kia trời tuyết thì chúng ta có thể cảm nhận được, wow, sao thời tiết hôm nay lạnh thế mặc dù chúng ta ở Việt Nam, đúng không ạ? Hay là một ngày là chúng ta có thể ngửi thấy được những hương thơm từ khung hình của phía bên kia người đang trò chuyện, đều là những điều rất tuyệt vời. Và tôi tin chắc rằng điều này sẽ sớm thành hiện thực, bởi vì công nghệ đã ra đời phát triển qua từng giai đoạn, và công nghệ là để kết nối bao cảm xúc lại với nhau, giúp cho cuộc sống chúng ta trở nên chất lượng hơn, thăng hoa hơn và đáng sống hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Nhớ đừng quên lời hẹn của tôi với hologram và vị khách mời đặc biệt cho chương trình tuần sau. Trước khi đến với phần thi cuối cùng, tôi xin được khảo sát anh chị sẽ chọn người mà anh chị thích nhất trong phần thi vừa rồi. Chỉ một cái tên thôi. Dạ thưa anh, với cái phần vừa rồi thì em thích nhất là Nam Linh. Em chọn Minh Thắng. Em thích nhất là Quốc Trí. Người mà anh thích chính là Nam Linh. Bây giờ chúng ta sẽ trải qua vòng thi cuối cùng. Cuối cùng trong hành trình thứ tư, câu hỏi thử thách. Mỗi thí sinh sẽ lần lượt giữ vai trò đặt câu hỏi, trả lời và nêu quan điểm với hình thức cụ thể như sau. Thí sinh thứ nhất đặt câu hỏi. Thí sinh thứ hai có 90 giây suy nghĩ và trả lời. Thí sinh thứ ba có 60 giây nêu quan điểm. Đầu tiên, xin mời Nam Linh. Em có một câu hỏi dành cho anh Quốc Trí, đó là trong nhóm của chúng ta thì mỗi người đều có một chất giọng khác nhau và chúng ta đều ở những cái nơi khác nhau để hoạt động công việc người dẫn chương trình. Vậy thì theo Trí, một người dẫn chương trình nói giọng Bắc ở khu vực miền Nam, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh, và một người dẫn chương trình giọng miền Nam dẫn chương trình ở miền Bắc, cụ thể là thủ đô Hà Nội, thì ai sẽ là người có nhiều lợi thế hơn ạ? Trí xin được trả lời câu hỏi của Nam Linh. Đối với riêng bản thân Quốc Trí, thật ra một người dẫn chương trình thì công việc quan trọng nhất đó chính là người kết nối. Cho nên thật ra một người dẫn chương trình miền Bắc dẫn ở miền Nam, hoặc là một người dẫn chương trình miền Nam ra miền Bắc dẫn chương trình thì đều như nhau cả. Cơ hội đều như nhau cả, không có gì khác biệt. Điều quan trọng hết của một người dẫn chương trình đó chính là một người kết nối, trao được thông điệp yêu thương và gắn kết của một người, của mọi người với nhau. Và đặc biệt đó chính là gắn kết những khán giả đến với chương trình của mình. Đó mới là điều quan trọng. Còn thật ra đất nước Việt Nam của chúng ta không hề phân biệt ở vùng miền nào cả quý vị ơi. Bắc, Trung, Nam hay là tất cả mọi nơi trên đất nước chúng ta đều là một nhà. Chúng ta là một dân tộc Việt Nam, cho nên không hề có sự phân biệt về vùng miền như vậy. Cho nên có Trí nghĩ rằng là cơ hội đều dành ngang cho nhau như vậy. Và một điều nữa có Trí muốn khẳng định lại được rằng là một người dẫn chương trình, cái điều quan trọng nhất đó chính là sự kết nối. Xin cảm ơn quý vị. Thắng có đồng ý với Quốc Trí về câu hỏi của Nam Linh về một khía cạnh là như thế này. Chúng ta sẽ không phân biệt chất giọng ở khu vực mà chúng ta đang làm chương trình. Nhưng có một điều rằng nếu như cá nhân của Minh Thắng đây là một người nói giọng Bắc và sống tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thì Thắng cảm nhận là trong khoảng gần 10 năm qua khi theo nghề thì Thắng cũng đã được khán giả tin yêu. Bởi vì người ta nói như thế này, giọng Bắc là phải nghĩ ngay đến một cái tên, ví dụ như là Minh Thắng, thì Thắng cảm thấy hạnh phúc về điều này. Và nếu mà chúng ta cứ yêu nghề, cứ bản lĩnh thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành công. Tuy nhiên, giọng nói chỉ là một trong những yếu tố quyết định được rằng bạn có phải là người trong những chương trình chuyên nghiệp hay không. Còn rất nhiều yếu tố khác. Hãy đam mê yêu nghề, hãy cố gắng thể hiện mình là ai bạn nhé. Câu hỏi của Quốc Trí dành cho Minh Thắng đó là theo Minh Thắng, trong lĩnh vực người dẫn chương trình thì có quan trọng đẳng cấp hay không? Và theo Minh Thắng thì để làm một người dẫn chương trình đẳng cấp thì phải cần những yếu tố nào?
Xin được cảm ơn câu hỏi của Quốc Chí. Trước khi mà Thắng trả lời thì Thắng chỉ muốn làm rõ một ý thôi. Không biết đẳng cấp đối với Quốc Chí là dựa trên yếu tố nào. Nhưng mà riêng với cá nhân của Minh Thắng, nếu phải trả lời câu hỏi này thì Thắng sẽ nói như thế này: đẳng cấp là dựa trên rằng các bạn có thật sự yêu nghề và yêu đến bao nhiêu hay không. Còn đẳng cấp thường thì người ta nói có thể thể hiện giữa các thế hệ khác nhau. Nhưng bạn có thể thấy được một trong những yếu tố của ngày hôm nay cùng với Én Vàng, rằng các anh chị ở thế hệ đi trước đang truyền lại yêu thương, truyền lại nghề và truyền lại cảm hứng cho tất cả chúng ta. Vậy có phải là sự phân biệt này hay không? Nếu một khía cạnh khác để tạo nên đẳng cấp thì chắc có lẽ Thắng chỉ nói một từ đơn giản thôi: phải là phấn đấu, phải là cố gắng, phải là thể hiện mỗi ngày mình phải tốt hơn, hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai còn tốt hơn ngày hôm nay. Có nghĩa rằng chúng ta luôn thể hiện đẳng cấp bởi chính những gì chúng ta thể hiện trong chính bản thân mình, để có thể khán giả nè, để có thể rằng những người xung quanh của mình nè, cũng như là những khách hàng của mình nè, họ mới là người quyết định mình có phải đẳng cấp hay không. Cảm ơn Quốc Chí về câu hỏi này. Còn theo tôi thì tôi nghĩ rằng câu hỏi của Quốc Chí, cái từ đẳng cấp, tôi thích dùng nó với từ đó là từ trình độ hơn. Một người dẫn chương trình cần có trình độ chứ không cần thiết phải có đẳng cấp. Trình độ ở đây là gì? Trình độ ở đây là chúng ta có kỹ năng, có kiến thức, có tất cả những thứ của một người dẫn chương trình mà chúng ta cần. Và trình độ là đặc biệt trở thành một người dẫn chương trình có trình độ và có dấu ấn, đó chính là chúng ta biết được là chúng ta mạnh nhất ở điểm nào và chúng ta yếu ở điểm nào, để chúng ta phát huy đến tối đa những cái ưu điểm của mình và hạn chế tất cả những cái khuyết điểm của mình. Và tôi nghĩ rằng đó là một người dẫn chương trình có trình độ. Một người dẫn chương trình có trình độ sẽ được công nhận bởi ai? Được công nhận bởi khán giả, được công nhận bởi những người có chuyên môn, những người đi trước và những người có con mắt làm nghề. Còn đẳng cấp hay không, đôi khi nó chính là tính cá nhân. Đôi khi khán giả cũng trao cái đẳng cấp cho những cái người dẫn chương trình khác nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng những người dẫn chương trình làm nghề chân chính thì không bao giờ phân biệt đẳng cấp với nhau, mà chúng tôi chỉ so kè với nhau về trình độ thôi, thưa quý vị. Thắng có một câu hỏi cho Linh như thế này: theo bạn là Én Vàng năm nay cần thêm một yếu tố nào ngoài chuyên môn, ngoài ngoại hình và bản lĩnh? Xin được cảm ơn câu hỏi của anh Minh Thắng. Chuyên môn, ngoại hình và bản lĩnh, nó đã là rất nhiều thứ của một người dẫn chương trình rồi. Và qua tất cả những vòng thi mà Én Vàng đã trải qua thì em nghĩ rằng là Én Vàng đang tập luyện và đang trau dồi cho chúng ta tất cả những thứ đó. Nhưng mà em nghĩ rằng với sự khó tính của ban giám khảo, với yêu cầu ngày càng lớn của khán giả, thì có một cái thứ nữa mà em nghĩ rằng một người dẫn chương trình của Én Vàng mà có thể trở thành Én Vàng sau này, đó là một người dẫn chương trình biết nhìn thấy tương lai khán giả của mình cần điều gì. Và đó chính là điều mà một người dẫn chương trình, nếu người ta nhìn được cái điều đó thì họ sẽ tự thay đổi mình để phù hợp với thời đại. Và nghề nào cũng có những cái sự đào thải, đều có cái tuổi nghề. Nhưng nếu một người dẫn chương trình biết nhìn trước được xu thế, biết nhìn trước được tương lai, thị hiếu của khán giả và tương lai của sân khấu, của truyền hình, thì rõ ràng người dẫn chương trình đó không bao giờ già đi, mà họ có thể sống với sân khấu cho đến những hơi thở cuối cùng, lúc mà sức khỏe của họ không cho phép nữa. Và tôi tin rằng nếu những Én Vàng năm nay của chúng ta có thể làm được điều đó, mặc dù qua khung hình của online thôi, nhưng nếu chúng ta thể hiện được điều đó thì chắc chắn chúng ta sẽ là một người dẫn chương trình có trình độ và được đón nhận sự yêu thương của quý vị khán giả. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, thật ra là để trả lời cho câu hỏi của Minh Thắng thì Nam Linh cũng đã có một câu trả lời cũng khá là ấn tượng. Tuy nhiên, những điều đó có thể sẽ chỉ là sáo rỗng nếu mà chúng ta không có một cái tình yêu nghề một cách tuyệt đối và mãnh liệt. Đó chính là một trong những cái tiêu chí mà Quốc Chí nghĩ Én Vàng cần hơn bao giờ hết. Một cái tình yêu mãnh liệt đối với nghề. Và hơn hết, Quốc Chí còn nghĩ rằng Én Vàng còn cần đó là sự khác biệt. Tôi nghĩ rằng điều mà chúng ta phải nổi bật hơn đó chính là sự khác biệt. Và nói riêng bản thân của tôi cảm thấy bản thân mình cũng có sự khác biệt ở đó. Chúng ta có thể gọi Quốc Chí đó là một người dẫn chương trình, một tiếp viên hàng không chẳng hạn. Nhưng như vậy thôi cũng đã tạo ra sự khác biệt rồi. Và tôi nghĩ rằng tôi có yếu tố để trở thành một Én Vàng của năm 2021. Xin cảm ơn. Có thể nói là ở phần thi này thì các bạn có một cái cú lội ngược dòng với chị. Những gì đã được chuẩn bị rồi dàn xếp, coi như là dựng hết tất cả mọi thứ, thì có người thể hiện rất là tốt. Nhưng khi bước vào cái phần ứng biến, thể hiện cái quan điểm của mình, sắp xếp từ ngữ ngay trong cái thời điểm tức thời, thì tự nhiên chị vẫn cảm nhận là Quốc Trí có một cái sự nổi trội, vì cái tính điềm đạm của em nó đã mang đến cho em ba cái dấu cộng trong phần này. Kính thưa quý vị, ngay giờ phút này tôi có thể mượn hình ảnh của cụ bà Wally 82 tuổi vẫn khát khao bay vào vũ trụ. Còn các bạn Én thì sao? Các bạn khát khao điều gì? Câu trả lời xin dành cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Oh!
Minh Thắng, Nam Linh, Quốc Trí, ba chàng trai với những thế mạnh riêng biệt. Thế nhưng ai phải dừng lại hành trình của mình tại Én Vàng? Và xin được công bố, cánh én có mặt tại top 6 Én Vàng 2021 đó chính là Minh Thắng và Nam Linh. Xin chúc mừng và cảm ơn Quốc Trí, chàng tiếp viên trưởng đã mang đến những phần thi đầy cung bậc cảm xúc tại Én Vàng. Như vậy, 5 vị trí của top 6 Én Vàng 2021 đã được xác định và vị trí còn lại duy nhất sẽ được trao cho cánh én nào? Vương Thiên Phúc, Hồng Nhi hay Thiên Phong? Hãy đón xem tập 11 được phát sóng vào lúc 20h45 phút thứ Bảy ngày 2 tháng 10 trên kênh HTV9. Én Vàng, bay theo cách của bạn và làm bạn với yêu thương.